Kính chào quý vị, các bạn đang cùng đến với kênh Tin Mới. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế có gì đặc biệt? Hãy cùng đón xem với chúng tôi ngay sau đây. Thưa quý vị, đại họa tiếp tục nhấn chìm Trung Quốc trong biển nước vào đêm ngày hôm qua. Miền Nam của Trung Quốc bất ngờ xuất hiện thêm 3 trận động đất với cường độ từ 4,1 tới 6,9 độ Richter, kèm theo siêu lũ quét từ thượng nguồn đập Tam Hiệp dội về, khiến cho điểm du lịch Phượng Hoàng cổ trấn tiếp tục ngập chìm tới 11 mét. Các điểm ăn chơi trác táng của giới thượng lưu Trung Quốc cũng như nơi có nhiều gái xinh nhất Trung Quốc đã bị san phẳng. Những ngôi nhà cao từ 9 đến 10 tầng bây giờ chỉ còn tầng áp chót, tức là tầng trên cùng không bị ngập lụt. Đã có tới 100 triệu người dân của Trung Quốc tháo chạy tán loạn. 1/2 trong số đó đã chạy lên khu du lịch Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Số còn lại tiếp tục định vượt biên sang Việt Nam, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, cửa khẩu của Việt Nam và Lào vẫn đóng cửa then cài. Còn Campuchia ra sức tiếp nhận những người của Trung Quốc đại lục vì chính quyền của Thủ tướng ông Hun Sen được cho là đã đi đêm kết thân với cả phía Trung Quốc để nhận một khoản tiền lót tay từ chính quyền ông Tập Cận Bình, được cho là cực lớn. Chính vì vậy mà trên thế giới không một nước nào ra tay giúp đỡ Trung Quốc trong lúc bão lũ, mưa to, gió lớn, hạn hán, động đất, sóng thần. Nhưng Campuchia lại sẵn sàng liều mạng bắt tay với cả chính quyền ông Tập Cận Bình hòng chống lại thế giới. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đang phải hứng chịu những đợt mưa bão tồi tệ nhất trong lịch sử, làm cho nhiều thành phố phía nam của nước này chìm trong nước lũ. Đời sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn, trong khi dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Vũ Hán, bao nhiêu biến cố khác liên tục xảy ra, làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng bất an và lo lắng. Trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế liên tục đăng tải những video do người dân của Trung Quốc ghi lại những hình ảnh lũ lụt, lũ quét, bão tố, phong ba, động đất, sóng thần liên tục xảy ra với con đập Tam Hiệp cũng như sông Dương Tử và hơn 300 con sông lớn bé khác của phía Trung Quốc, làm cho chính quyền ông Tập Cận Bình ăn không ngon và ngủ không yên. Theo những lời tiên đoán và dự ngôn của truyền thông quốc tế cho biết, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ sụp đổ và ngày tàn của nó đang đến gần trong năm nay. Và trong thời gian tới, nếu như đất trời và mẹ thiên nhiên tiếp tục ra tay thay cho thế giới trừng trị Trung Quốc, thì sớm muộn chính quyền của ông Tập Cận Bình cũng sẽ bị xóa sổ. Điều này linh ứng một điều rằng nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì trong thời gian vừa qua, lũ lụt hoành hành tại Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông lại không lo cho người dân. Ông vẫn đem quân lính, đem vũ khí đi ra ngoài Biển Đông, hòng chiếm cho bằng được Biển Đông về tay Bắc Kinh. Đồng thời ông cũng đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực, đặc biệt là của Ấn Độ và Triều Tiên. Điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trong khu vực và thế giới. Không một ai ra tay trừng trị được Trung Quốc thì bây giờ đã có mẹ thiên nhiên, đã có trời và đất. Ông trời đã nổi giận và trút những trận mưa không ngớt trong vòng gần 2 tháng vừa qua, làm cho 31 tỉnh thành phía nam của phía Trung Quốc ngập chìm trong nước lũ. Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã trải qua 41 ngày đêm không ngủ bởi vì lũ lụt, động đất, sóng thần, núi lửa, lũ quét, sạt lở liên tục tràn về. 31 tỉnh thành phía nam của phía Trung Quốc, đặc biệt giữa mùa hè ở Tây Tạng. Nhưng tuyết rơi ngập tràn làm cho cây trái, hoa màu, động vật bị tàn lụi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế của Trung Quốc. Theo một thống kê mới nhất cho biết, thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả luật pháp quốc tế để đem quân đi xâm chiếm lãnh thổ của các nước. Điều này gây ra mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong khu vực châu Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Thưa quý vị, đứng trước những tình thế cấp bách và nguy hiểm kể trên, các quan chức ở 31 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc kêu gọi người dân hãy cảnh giác cao độ và ở trong nhà nếu như không có việc gì phải đi ra ngoài đường. Trung Quốc đang phải đối mặt với muôn vàn những khó khăn từ lũ lụt, động đất và sóng thần. Hôm qua, thần sấm, thần sét còn xuất hiện, làm cho lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập. Toàn bộ 31 tỉnh thành phía Nam sống trong cảnh màn trời chiếu đất và sống trong bóng tối. Bầu trời liên tục đen ngòm và u ám, báo hiệu rằng Trung Quốc đang tới ngày lụt tàn. Theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang phải đối mặt với những cơn mưa bão tố, lũ lụt rất lớn từ thượng nguồn con đập Tam Hiệp đổ về vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Một số người dân cho rằng từ đầu tháng 5 cho tới và sang tận tháng 10, những cơn mưa liên tục kéo dài và làm cho nước lũ dâng cao.
hầu như các con sông ở 31 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc đang báo động ở cấp độ mức cao nhất. Khả năng vỡ đê rất có thể xảy ra trên nhiều tuyến đê. Đã có rất nhiều các chuyên gia thủy lợi trong nước và quốc tế trong thời gian vừa qua đã dự báo rằng nếu như trong những tháng tới, lượng mưa bão tố phong ba không giảm bớt lại ở Trung Quốc, thì an nguy con đập Tam Hiệp bị vỡ là lên tới 99%. Và nếu như con đập vỡ, hồ chứa nước của con đập này lên tới 60 tỷ mét khối nước sẽ tràn ra toàn bộ phía Trung Quốc, làm cho 2/3 diện tích của Bắc Kinh bị chìm trong nước lũ và bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Lúc đó, trên bản đồ thế giới sẽ không còn tên của Trung Quốc nữa, và đó chính là một trong những cái tin được cho là rất xấu và đáng buồn cho phía Trung Quốc. Nhưng điều tồi tệ hơn khi ngày hôm qua, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc còn thông báo một tin dữ nữa cho phía Trung Quốc. Tin này được cho là rất đen đủi khi họ dự báo rằng trong thời gian tới, lượng mưa, bão tố, lũ lụt vẫn tiếp tục diễn ra và chưa có khả năng dừng lại. Điều này cho thấy rằng an nguy vỡ tiếp những con đê, những con đập thuộc nhánh sông Dương Tử lên tới 98%. Và các quan chức trong chính quyền ông Tập Cận Bình tỏ ra rất run sợ. Họ nói rằng sẽ phát minh ra một cái điều không tưởng để chống lại thiên nhiên. Tuy nhiên, đối với mẹ thiên nhiên, với đất, với trời thì không một ai trên thế giới này có thể chống lại được. Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng trong suốt thời gian dài vừa qua, phía Trung Quốc đã bắn vào mẹ thiên nhiên một viên đạn khi cho xây dựng và phá hủy rất nhiều những làng mạc và khu rừng để xây dựng nên con đập Tam Hiệp chắn nước, ngăn không cho nước di chuyển sang vùng Mekong hay các con sông khác của các nước lân cận, hòng xây dựng một hệ thống điện quốc gia dồi dào. Tuy nhiên, mẹ thiên nhiên đã nổi giận, tức giận khi trút một quả bom nguyên tử lên khắp vùng miền của Trung Quốc. Nhiều người cho rằng khi xây dựng con đập Tam Hiệp, phía Trung Quốc đã không tham khảo giới chuyên môn hay các kiến trúc sư. Họ đã xây dựng liên tục những con đập để chắn nước, để bây giờ Trung Quốc nhận lại những hậu quả thiên nhiên gây ra là hoàn toàn chính đáng. Đây chính là bài học sâu sắc không chỉ cho Trung Quốc mà cho tất cả các nước trên thế giới rằng chúng ta phải liên tục xây dựng ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ rừng vàng, biển bạc. Không đem quân đi xâm lược các nước láng giềng xung quanh mình, không đem quân và tàu chiến đi xâm chiếm Biển Đông, gây ra mối bất hòa với các nước trong khu vực như chính quyền ông Tập Cận Bình đã từng làm trong thời gian vừa qua, khi chúng ta sẽ nhận lại những kết quả tốt đẹp. Các nhà quan sát cho biết rằng trời đất và mẹ thiên nhiên rất công bằng, trong khi nhiều nước trên thế giới đang sống trong cảnh hòa bình, mưa thuận gió hòa, trong khi Trung Quốc liên tục gánh chịu những hậu quả khôn lường và những điều đen tối trong thời gian vừa qua. Điều này cho thấy rằng nếu như ăn ở ác báo thì sẽ bị nhận báo ứng đội lên đầu mà thôi. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới và rất nhiều người đáng quan tâm khi hôm qua hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới đã có một bài phân tích và bài viết rất hay về lũ lụt hạn hán của Trung Quốc. Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc thiệt hại gần 15 tỷ đô la Mỹ vì mưa, bão, lũ lụt, động đất sóng thần gây ra. Trong thời gian vừa qua, con đập Tam Hiệp đang đối mặt với muôn vàn thử thách và khó khăn. Khả năng cao nó sẽ vỡ vào thời gian tới lên tới 95% nếu như mưa lũ ở Trung Quốc không chấm dứt. Hãng Reuters cho biết hệ thống phòng chống lũ lụt tại miền Nam Trung Quốc đang đứng trước nhiều thử thách do đợt mưa lũ kéo dài gần 41 ngày vừa qua, không tạm ngừng ở khu vực quanh con sông Trường Giang hay còn gọi là con sông Dương Tử của Trung Quốc. Trung Quốc đã ghi nhận mưa lớn dai dẳng từ tháng 3 tới nay chưa hề hạ nhiệt. Đợt mưa trên đã khiến ít nhất 121 người thiệt mạng và mất tích, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của 20 triệu người dân sinh sống dọc con sông Trường Giang. Hãng Reuters còn cho biết thêm, trong 6 tháng đầu năm, các thảm họa tự nhiên như mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, núi lửa, vòi rồng và mới đây là thần sấm, thần sét đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế của Trung Quốc, làm sập 19.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế lên tới 15 tỷ đô la và số liệu công bố này vẫn đang được cập nhật. Và nếu như khi nó được công bố đầy đủ thì thiệt hại do mưa lũ, động đất, sóng thần, lũ quét gây ra cho phía Trung Quốc là không thể nào đong đếm được bằng tiền. Theo cảnh báo của cơ quan khí tượng, những trận mưa sẽ còn duy trì trên diện rộng ít nhất cho đến hết tháng 4. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, nơi khởi phát dịch bệnh COVID đầu tiên trên thế giới, đang lao đao trước mưa bão trong những ngày vừa qua. Vốn là một trung tâm giao thông trọng điểm, cũng là một trung tâm của nền kinh tế văn minh của Trung Quốc, Bắc Kinh rất tự hào về thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, theo ghi nhận của các chuyên gia thì từ đầu năm tới nay, thành phố này đang vùi dập trong mưa bão cũng như là dịch bệnh. Trung Quốc rất tự hào về thành phố Vũ Hán vì nơi đây có một vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, nơi đây cũng có rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng, nơi đây cũng có con sông Dương Tử,
nơi đây còn chứa con đập Tam Hiệp và nơi đây là đầu tàu gương mẫu về kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, thành phố này đã biến thành thành phố ma và những nơi lũ ống, lũ quét, bùn, đất sạt lở đã biến thành phố này thành sa mạc. Hiện tại, mực nước tại thành phố Vũ Hán đã đạt mức 26,79m, cao hơn mức cảnh báo báo động đỏ tới 2m. Tất cả vẫn đang ngập chìm trong nước lũ. Tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến 16 đợt mưa lớn kể từ khi mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 5, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới 25 triệu người dân và thiệt hại kinh tế lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, theo đại diện của Ủy ban Quản lý Nguồn nước sông Trường Giang, ông Li Ning của Trung Quốc cho biết hiện chính phủ của Bắc Kinh có 40 hồ chứa với chức năng điều tiết dòng nước và ngăn lũ lụt. Tuy nhiên, với lượng mưa không thể ngờ tới trong suốt những ngày đêm dài vừa qua, các giới chức, quan chức cũng như các cơ quan ban ngành của Bắc Kinh liên tục ra thông báo khẩn cấp và họ nói rằng nếu như lượng mưa không ngừng nghỉ trong những ngày tới thì có rất nhiều tỉnh, thành phố lớn của Trung Quốc sẽ chìm trong nước lũ. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.